Dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đầu tư với tổng số vốn gần 11.200 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Dự án được xem là cầu nối quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh Trung Quốc, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh. Dự án có tổng chiều dài khoảng 59,87 km, bao gồm tuyến cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng dài khoảng 43,43 ,43 km và tuyến cửa khẩu Tân Thanh nối với cửa khẩu Cốc Nam dài 16,44 km. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là 11.179 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng được thiết kế với vận tốc 100 km/h. Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cấp Nam được thiết kế với vận tốc 80 km/h. Tuyến cao tốc này sẽ kết nối với đường cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, đáp ứng nhu cầu vận tải cho tỉnh Lạng Sơn nói riêng, vùng Đông Bắc nói chung ngoài ra dự án sẽ tạo ra hành lang kinh tế xuyên á tạo lợi thế để việt nam là cửa ngõ giao lưu thương mại với trung quốc và khu vực đông nam á